Chính chủ đề ngày hôm nay xin giới thiệu debut với anh em một đôi loa Mỹ sạc Vin Vega đây. À, một đôi loa Mỹ sạc Vin Vega, cặp loa có cái mã là V253. À, cấu hình 2 bát 40 từ 17 côn 50, một mic chép kèn và một siêu xì. À, đặc biệt cặp loa sạc Vin Vega còn đẹp xuất sắc anh em. À, đẹp xuất sắc và nó zin nguyên bản hết. À, zin từ A đến Z anh em nhé. À, thì với một cặp loa sạc Vinvega có cái mã là V253 siêu khủng long, được thiết kế cái kích thước có thùng tổng thể chiều cao là 1m26cm, chiều cao là 1m26 và ngang của thùng được thiết kế là 60, chiều sâu là 50. Một cặp loa chơi hay bài đẹp, những anh em nào có không gian phòng khách rộng sang trọng thì đặt cặp loa này vào thì phải nói là nó là một cái phần trang trí cho không gian phòng rất là đẹp anh em nhé. Sở hữu 2 bát 40. Đấy, màn giấy gân vải đỏ đặc trưng của sạc Vinvega anh em. Đấy, thì riêng cá nhân em thì rất thích cái mã mẫu loa được thiết kế như thế này. Đấy, này anh em này. Đấy, ê căng được đặt ở hai cái khung của hai cái loa bát 40 anh em nhé.